MC Tuấn Tú ngưỡng mộ Quyền Linh vì dám mang dép tổ ong dẫn chương trình. Nam MC Đài VTV thừa nhận rất thần tượng Quyền Linh. MC Tuấn Tú vừa tham gia một chương trình dành cho những hoàn cảnh khó khăn, phát sóng trên kênh HTV7, Quyền Linh là MC. Có dịp hội ngộ MC Quyền Linh, Tuấn Tú bày tỏ niềm vui. Anh nói, anh Quyền Linh là thần tượng của tôi và của rất nhiều quý vị khán giả. Tôi chưa bao giờ dám mang dép tổ ong dẫn chương trình nhưng anh Quyền Linh thì làm việc này thường xuyên. Tôi thật sự rất thích hình ảnh này của anh Quyền Linh. MC Tuấn Tú tham gia chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Tại chương trình, MC Tuấn Tú khóc nghẹn khi chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ. Anh bày tỏ, hai vợ chồng tôi cũng mới sinh thêm một cháu nữa nên khi thấy cháu bé trong hoàn cảnh này, tôi thật sự thấy mình cần phải chia sẻ nhiều hơn với tất cả mọi người. Và đặc biệt là các cháu đã không còn sự quan tâm chăm sóc từ cha mà mẹ còn bị bệnh nữa. Hình ảnh cánh tay người mẹ không còn chỗ để cắm kim chạy thận nữa khiến tôi thật sự xót xa. MC Quyền Linh cũng xót xa trước hoàn cảnh của các nhân vật. Anh cảm thấy bản thân quá nhỏ bé khi đứng trước những người mẹ, người bà tất cả hy sinh cho các con trong nghèo khó. Anh cho biết, dù chúng ta có đầy đủ như thế nào nhưng nhiều lúc vẫn buồn bởi vì thấy mình thiếu cái này hay thiếu cái kia. Nhưng không biết rằng đâu đó, ngoài kia vẫn có hàng triệu gia đình khó khăn hơn mình rất nhiều. Lau đi những giọt nước mắt, Tuấn Tú quyết dành tặng toàn bộ các C trong chương trình cho các nhân vật. Đồng thời, anh dốc hết sức mình tham gia các thử thách để mang giải thưởng giá trị của chương trình về cho các em. Tuấn Tú bật khóc khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn. Quyền Linh sinh năm 1969 tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Anh được công chúng yêu mến gọi với biệt danh MC Quốc Dân khi dẫn khá nhiều chương trình có nội dung trợ giúp, hỗ trợ bà con nghèo, đặc biệt là vượt lên chính mình. Theo luật của chương trình, mỗi người chơi sẽ thực hiện thử thách trong thời gian 1 phút 30 giây. Nhưng vì muốn giúp bà con chiến thắng thử thách, được xóa nợ cũng như cấp vốn làm ăn, MC Quyền Linh hay bấm trễ đồng hồ. Ở phần cuối chương trình, khán giả cũng thường nghe những câu nói quen thuộc của Nam Mắc Ca như một nhà tài trợ gửi tặng, một khán giả giấu tên gửi tặng. Nhà hảo tâm này chính là Quyền Linh. Quyền Linh được mệnh danh là MC của người nghèo khi dẫn dắt nhiều show giúp người dân vượt khó. Quyền Linh từng bật cười nhắc lại nhiều kỷ niệm từ vượt lên chính mình và biệt danh MC gian lận. Anh thật thà thú nhận, lúc đầu, tôi không có kinh nghiệm, người ta toàn thua. Mỗi lần người ta thua người ta khóc, rơi nước mắt. Sau đó mình cũng rơi nước mắt luôn. Mình làm theo chương trình và mình nghĩ tại sao mình lại như vậy. Và mình quyết định ăn gian. Thay vì 31 giây, tôi đọc là 29 giây. Chưa xong, tôi đã bấm đồng hồ rồi. Quyền Linh cho hay anh từng bị lập biên bản vì điều này. Tuy nhiên anh vẫn kiên trì vì muốn giúp bà con có số tiền lớn thay đổi cuộc đời. Sau này ekip cũng bỏ qua và cùng Quyền Linh ăn gian.